Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Hoài Lâm vui vẻ xuất hiện sau thời gian ở ẩn, ngoài hình mới gây bất ngờ. Trên trang Facebook, Hoài Lâm đã đăng tải loạt ảnh mới của mình tại quê nhà Vĩnh Long. Sau những lùm xùm ly hôn với vợ cũ Bảo Ngọc, Hoài Lâm đã chọn cách giữ im lặng và về quê ở ẩn, từ chối tất cả lời mời tham gia show diễn. Thỉnh thoảng giọng ca Buồn Làm Chi Em Ơi đăng tải một số hình ảnh hoạt động của mình lên mạng xã hội để chia sẻ cùng những fan hâm mộ của mình. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Hoài Lâm đã đăng tải loạt ảnh của anh bên chú chó cưng tại quê nhà Vĩnh Long. Có thể thấy trong những bức hình được đăng tải, Hoài Lâm diện trang phục khá đơn giản, tinh thần vui vẻ, thần thái rạng rỡ, nụ cười luôn nở trên môi, dù thân hình có phần phạt tướng. Ở phần bình luận, rất nhiều khán giả nhắn nhủ Hoài Lâm nên giữ vững phong độ này và sớm tái xuất trong thời gian tới. Trước đó, Hoài Lâm cũng từng xuất hiện trên sóng live stream của một người bạn thân. Giọng ca Buồn Làm Chi Em Ơi tỏ ra khá hào hứng, chiêu đãi mọi người cả chục ca khúc khác nhau trong gần một tiếng đồng hồ. Điều đáng mừng là nam ca sĩ tỏ ra vui vẻ, tinh thần thoải mái, không còn u buồn nhiều như trước đây nữa. Hoài Lâm được biết đến là một nam ca sĩ, con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh. Anh từng giành một giải cống hiến và được công chúng Việt Nam đặc biệt chú ý sau khi tham gia giải quán quân chương trình truyền hình thực tế Gương Mặt Thân Quen mùa thứ hai năm 2014. Những dòng nhạc chính mà Hoài Lâm theo đuổi là nhạc trữ tình, nhạc vàng, nhạc trẻ. Anh cũng từng thể hiện một số tác phẩm cải lương, dân ca. Hoài Lâm hẹn hò với Lưu Hoàng Bảo Ngọc, em gái nghệ sĩ Giáp Bảo, cháu gái nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc từ năm 2011. Tháng 7 năm 2019, anh tuyên bố đã đăng ký kết hôn với Bảo Ngọc, đồng thời cùng đã tổ chức đám cưới. Hoài Lâm và Lưu Hoàng Bảo Ngọc có hai con gái chung là Vi Lâm và Vi Lam. Ngày 25 tháng 6 năm 2020, Bảo Ngọc xác nhận đã ly hôn với Hoài Lâm. Bằng dòng trạng thái trên Facebook, hậu ly hôn, Bảo Ngọc chăm sóc hai con và thoải mái chia sẻ về cuộc sống độc thân. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.